Nhện độc ăn bướm. Ôi, thật rực rỡ và lấp lánh. Cánh của mình là đẹp nhất trong tất cả loài bướm ở cánh đồng hoa này. Bướm phượng, con chưa đi lấy mật à? Mẹ ơi, con không thích đi lấy mật đâu. Phấn hoa sẽ làm bẩn hết cánh của con mất. Không thích cũng phải đi. Đó là công việc bắt buộc. Con phải noi gương bạn bướm nâu ấy, chăm chỉ lấy mật hàng ngày. Mẹ xem, bạn ấy không biết giữ gìn, nên cánh bẩn, dính hết cả phấn hoa rồi đấy. Mấy đứa chúng con đều đặt cho bạn ấy biệt danh là bộ cánh xấu. Bướm phượng ơi, đi lấy mật hoa đi. Ừ, tớ đây, sao cậu đi sớm thế? Nhanh lên bướm phượng ơi. Nhanh lên con, đừng để bạn đợi lâu. Vâng ạ. Chỗ nào cũng lao vào thế kia thì cánh xấu là đúng rồi. Mình phải bảo vệ đôi cánh xinh đẹp này, quyết không làm cho nó có một vết xước nào. Bướm phượng ơi, đến lấy mật đi. Mật ở đây thơm quá. Đợi tí nữa gió thổi to, phấn bay hết rồi tớ sẽ lấy. Tất cả các loài khác sẽ phải ghen tị với bộ cánh lộng lẫy của mình. Một chú bướm phượng béo mỡ màng. Nghĩ một chút đã. Này bướm phượng, em có bộ cánh đẹp thật đấy. Anh khen thừa rồi. Nhưng cánh của em mỏng manh thế này, rồi sớm muộn sẽ có một ngày bị rách hoặc bị xước thôi mà. Tiếc thật. Vâng, nhưng biết làm sao được ạ? Anh có cách nào giúp em không? Nghe nói ở trong rừng sâu có một loại nước thần, chỉ cần tắm vào là đôi cánh sẽ đẹp rực rỡ lên và dẻo dai hơn. Nếu em muốn, anh sẽ dẫn em đến đó. Ôi, anh tốt quá. Chúng ta đi thôi. Kỳ bướm phượng, cậu đi đâu đấy? Bướm phượng ơi, kia rồi. Ôi, thật tuyệt vời. Trời ơi, cứu, cứu tôi với. Anh đã mang con mồi đến cho tôi rồi đấy à, bỏ ngựa. Tôi phải khó khăn lắm mới dụ nó đến đây được. Một lát nữa anh nhớ để dành đôi cánh của nó cho tôi. Hãy tha mạng cho tôi đi. Chào mừng con mồi xinh đẹp đến với bữa tiệc của chúng ta. À, bướm nâu ơi, cứu tớ với. Bướm nâu kia, mau đến đây làm mồi cho ta. Bướm phượng ơi, cậu thử cố gắng vung mạnh đôi cánh để phá vỡ mạng nhện ra đi. Ôi trời ơi, cánh của tôi. Tớ không thể đâu bướm đầu ơi. Cánh của tớ sẽ bị hỏng mất. Không còn cách nào khác cả. Cậu phải đập mạnh cánh lên để phá mạng nhện thì mới thoát được. Ngươi không thể thoát khỏi được đâu. Đừng cố mà làm gì. Cậu đi đâu đấy bướm đầu? Cứu tớ với. Sao đâu, tớ sẽ khỏe lại ngay thôi. Rồi chúng mình sẽ cùng đi kiếm mật. Mà cậu đừng bay lung tung nữa đấy. Tớ biết rồi mà. Cảm ơn cậu. Bướm nâu ơi, cậu là người bạn đẹp nhất mà tớ biết. Say nắng. Anh mặc áo xong thì ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhé. Thôi em à, anh phải đến công ty vì có họp vào buổi sáng. Em dọn sẵn rồi. Đã bảo là anh không còn thời gian mà. Anh à, tối nay về nhà ăn cơm nhé.
Em nấu món canh rêu mà anh thích đấy. Anh, may quá. Hôm nay bận rộn, nhưng cũng ký xong mấy cái hợp đồng với đối tác rồi. Ừ, may mà có em hỗ trợ. Vậy anh thưởng cho em gì nào? À, hay là tối nay anh mời em đi ăn tối nhé. Tối nay ư? Ok em. Cô ấy thật đẹp, lại còn trẻ trung, thông minh nữa. Anh Hùng, anh Hùng, sao cứ nhìn em chằm chằm như vậy? Không, tại em đẹp quá. Đã gần 12 giờ rồi cơ à? Anh về lâu chưa? Sao em không vào giường nằm lại ngồi đây ngủ thế hả? Em ngồi đây đợi anh về. Anh đã ăn gì chưa? Anh đi bàn công chuyện với đối tác. Em ăn chưa? Em chưa ăn. Lúc ngồi đợi anh thì ngủ quên mất. Em ăn đi, muộn quá rồi. Đói quá là đau dạ dày đấy. Em không sao mà. Anh à, sao giờ này anh vẫn chưa đến công ty vậy? Chết thật, đã 10 giờ sáng rồi. Anh đến đây. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Vâng, em đã có một giấc mơ rất đẹp về anh đấy. Thôi nhé. Hẹn gặp lại em ở công ty sau. Anh ăn chút gì đi nhé. Thấy anh mệt mỏi nên em không đỡ đánh thức dậy. Em về quê gấp, bà nội của Bi bị ốm. Anh thu xếp công việc rồi về ngay. Đi đường anh nhớ lái xe cẩn thận nha. Mẹ con sao rồi hả bố? Mẹ con đỡ rồi. May quá, có cái Ngân vợ con nó nhanh nhẹn nhờ được thầy thuốc tốt về tận nhà để giúp mẹ con. Thế à? Bố mẹ thật tốt phước có được đứa con dâu như thế. Một mình nó lo liệu sắp xếp mọi việc bên cạnh mẹ con từ lúc về tới giờ, không dời nửa bước. Không hiểu sao hôm nay lại bị cắt điện thế này. Hùng, hai cha con mình ra ngoài sân uống nước, nói chuyện cho nó thoáng nha. Vâng, để con vào thắp cây nến cho sáng. Hùng, dạo này vợ chồng con có chuyện gì phải không? Sao tự nhiên bố lại hỏi như vậy? Mấy hôm nay bố cứ thấy vợ con nó buồn buồn. Có lúc ngồi chăm mẹ con, nó còn khóc nữa. Bố con, trót yêu say đắm một phụ nữ. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, thông minh. Trong lòng con rất dằn vặt. Con thấy có lỗi với vợ con. Thế bố hỏi, con hãy trả lời thật lòng. Con còn yêu vợ con không? Con cũng không biết nữa. Vợ con, cô ấy không có gì để chê trách. Vợ con khiến con rất cảm kích. Con rất mâu thuẫn. Vậy con trả lời xem, ngọn nến và vì sao kia, cái gì sáng hơn? Dạ, tất nhiên là ngọn nến sáng hơn ạ. Tại sao? Dạ, tại ngọn nến ở rất gần, ngay cạnh con. Còn ngôi sao kia chẳng biết sáng đến thế nào, nhưng nó rất xa xôi. Ánh sáng tới được chỗ này vô cùng yếu ớt. Đúng, những người phụ nữ bên cạnh con cũng vậy. Khi con cảm thấy yêu thương, để người đó bên cạnh con, để tâm nhìn ngắm người đó, con sẽ thấy người đó thật đẹp, thật tỏa sáng. Còn nếu con để họ ở thật xa như ngôi sao kia, thì con sẽ không cảm nhận được ánh sáng và vẻ đẹp của họ đâu. Hãy xác định ai là người quan trọng hơn trong cuộc đời con. Hãy tiến đến gần người ấy, trân trọng, yêu thương. Còn tình cảm say nắng một chút của con với cô gái trẻ kia, bố tin chắc rằng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, xa vời vợi mà thôi. Bố! Con à, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi lúc nọ lúc kia. Khi những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ dần dần đi qua rồi á, con sẽ thấy mình cần biết bao là sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến nhau. Đó mới tạo thành gốc rễ của hạnh phúc.
chứ không phải là những cảm xúc nhất thời đâu. Bố, con hiểu, con sẽ không làm điều gì có lỗi với vợ con đâu bố ạ. À, ánh sáng của tình bạn. Lizzie, hãy lấy nó đi nào. Nào, hãy tới đây, Lizzie. Nào, Lizzie. Lizzie, mày bị sao thế? Rất tiếc, võng mạc của chú chó đã bị thoái hóa, kéo dài lâu ngày, dẫn đến tình trạng bị mù. Bị mù ư? Nào, làm quen đi nhé. Đây là Max, cậu bé sẽ đến ở với chúng ta. Còn đây là Lizzie, chú mày ở đây chơi nhé, ta phải đi đây. Khu vườn đẹp thật, lại còn rộng nữa chứ. Này, cậu ra đây chơi đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Này, cậu, đừng có làm phiền tôi. Trời đẹp như vậy, cậu đừng ngủ nữa, hãy ra kia chơi cùng tôi đi. Đã nói là đừng làm phiền tôi cơ mà. Mù lòa như tôi thế này, đến đường đi còn không nhìn thấy, thì còn chơi gì chứ. Cậu bị mù ư? Đúng vậy, đến cả cậu chủ giờ cũng chán tôi rồi. Cậu ấy mang cậu về để thay thế tôi đó. Cậu cũng không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi làm gì. Tôi không biết là cậu không nhìn thấy gì, nhưng điều đó có làm sao cơ chứ. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà. Làm bạn với tôi thì có tác dụng gì đâu. Tôi chẳng thể vui chơi, chẳng thể đồng hành cùng cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ là đôi mắt của cậu, đồng hành cùng cậu. Lizzie, đi theo ta nào. Cậu chủ mang Lizzie đi đâu thế? Max ở nhà nhé, ta đưa Lizzie đi ra ngoài một lát. Cậu ấy đưa Lizzie đi đâu mà lâu về thế không biết. Cậu chủ và Lizzie đã về rồi. Lizzie đâu rồi? Mày hỏi Lizzie sao? Một người bạn của ta đã nhận nuôi Lizzie, nên ta đã đem Lizzie đi rồi. Lizzie sẽ được nuôi nấng tốt thôi. Max, đến giờ ăn tối rồi. Quái lạ, nó đâu rồi chứ? Nó đi đâu được nhỉ? Max, mày ở đâu? Là của Max đây mà. Liệu có phải nó nhớ Lizzie quá mà đi tìm không nhỉ? Max, Lizzie. Tớ thật sự xin lỗi. Có lẽ tớ nên mang Lizzie về. Vì thiếu Lizzie mà Max đã bỏ ăn bỏ uống để tìm đường đến đây. Lizzie cũng chẳng thiết ăn uống gì cả, cứ ủ rũ suốt ngày. Tình bạn của chúng thật đáng quý. Tớ cũng nghĩ là không nên tách chúng ra. Chúng thật sự nên ở bên cạnh nhau. Hãy theo tôi nhé, tôi sẽ dẫn bạn về. Về ngôi nhà của chúng ta nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.